Ok, hay cho các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ú đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Sun. Ở video trước thì mình đã đánh bại được giáo sư Kukui và trở thành champion đầu tiên của vùng Alola. Và sau đó thì mình có bắt luôn Pokemon huyền thoại Tabu Koko. Rồi thì ở video này mình sẽ tiếp tục vì cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc đâu anh em ạ. Sau khi mình bắt xong Tabu Koko và dự xong buổi tiệc ở video trước á, thì còn một cái hoạt cảnh nhỏ nữa. Đó là chúng ta sẽ tạm biệt Lily. Lily sẽ lên tàu và rời khỏi Alola. Ok, thì cái hoàn cảnh này mình đã bỏ qua vì nó cũng khá ngắn và nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cốt truyện. Oh yeah. Rồi. Thì ông hậu ông cho mình cái Decidium Z và Insignium Z, tức là hai cái Z Crystal để mà sử dụng tuyệt kỹ Z cho Iniro và Decidueye. Hai con starter còn lại đấy, ông hậu này ông có hỏi là Kanto xa hay gần thì mình sẽ trả lời rất là xa. Kanto là nơi sản sinh ra những huyền thoại trainer. Ok. Battle Tree hả? Đó là một cái thứ nằm ở con đường sâu ở Bonnie Island. À, bất cứ ai đã vượt qua được những cái thử thách của những con hòn đảo thì sẽ đủ mạnh để mà có thể chiến đấu với Pokemon của họ. À, được gọi là Battle Tree hả? Ok. Rồi anh, bây giờ thì mình đã trở thành champion rồi cho nên là sẽ có rất là nhiều người đến thách đấu. Ok, mẹ thì có vẻ là muốn mình chuẩn bị tinh thần đi. What the? Này cậu, cậu có phải là người mà họ gọi là Ryan không? Ok. Ok, ông đưa cho mình cái Enigma sticker. Cậu hãy đọc cái card này đi. Ok, cái gì đây? Một cái Enigma sticker này thì nó có một cái, nó ghi bên trong là một cái lời mời mình đến cái phòng khách ở cái nhà nghỉ Akala trên con đường số 8. Ok, rồi thì mình sẽ đến cái chỗ đó sau. Bây giờ mình sẽ tập trung vào cái Bonnie Island trước cái đã. Bonnie Land đây thì Bonnie Island nó nằm từ Bonnie Island. What the hell, cái gì giật vậy? Thì mình sẽ đi ngang qua bên đây hả? À, vậy là mình phải bay đến đây rồi. Bad Body Cannon đâu phải. Oh man. Không bay đến đâu nhờ? Ok. Ôi nhầm. Dùng cái này. À. What the hell? Oh. Oh. Cậu khỏe không Ryan? À, nếu mà cậu đã thu thập đủ cell và core thì hãy đến Eder Bay trên con đường số 16 tại Ula Ula Island. À, và cậu có thể chuyển chúng thành Zigadi, tức là những cái Zigadi Cup mình đi thu thập từ trước tới giờ đó hả? Chúng tôi đang nói về tiến hóa Mega. Ok, bản này không biết có tiến hóa Mega được không nhỉ? Theo mình thấy có một số bạn comment là bằng Ultra Moon và Ultra Sun thì mới có tiến hóa Mega Espeon. Oh man, hơi bị lệch level nha. Ok, xong video này chắc mình cũng nên luyện level một chút xíu chứ nha. Thấy level hơi lệch rồi đó. Cờ răng.
chắc chắn là oh man. Thủ sẵn một chiêu hệ tiên luôn. Sai kìa. Wow. Like a Rock thì không phải hệ đất, cho nên khi mà dùng cái chiêu hệ đất thì nó sẽ không phát huy tác dụng ổn bằng những con có mang hệ đất, cho nên là một cắn không chết được. Chứ để Bangoro cắn một cái là đố nó sống nổi á. Lỡ đường. Này thì Espeon. Tiếp theo Rại chú à, Rại chú thì tâm linh đúng không? Chết rồi, hai con hệ đất. Hai con hệ đất lên đường rồi. Vậy thôi dùng ma luôn đi. Shadow Ball luôn. Mình quên mất là mình vẫn còn Shadow Ball ở đây. Light Green. Nó tăng cái phòng thủ phép cho toàn đội rồi. And ghê quá vợ. Dragon Hammer. Oh, mạnh kinh hồn. Slow King. Ok, Raichu. Ông này chuyên về tâm linh rồi. Ai biếm. What? Metacross đùa sao? Tiêu tôi à, anh em ơi. Inferno Override. Lệch level quá, đánh khó quá. Chắc là phải train thêm rồi. Hết video này là phải train thêm rồi đó anh em ơi. Chứ kiểu này là không ổn rồi. Lên đường hay lắm. Yeah. Alakazam. Căng thế nhờ. Hồi sinh, bạn Goro. Max Revive hả? Ok, Max Revive luôn. Xui là gặp hệ tâm linh. Oh man, bản này mới ra được à. Toan rồi. Ồ, mình quên mua item. Quên mua item. Sau cái trận chiến giành champion thì mình cũng cạn kiệt item rồi mà mình quên mua. Ok.
mạnh quá. Mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá. Ui, no. What? Ghê vậy ba. À. Nó có chiêu nào hệ điện không nhờ? Toàn cả đội hình luôn chứ đùa. Ok, Thunderbolt. Oh, quên, Shadow Ball. What? Thể cỏ hả? Ok, mình có cách thắng rồi nhưng mà hơi cực. Oh man. Toan, toan, toan. Toan và toan. Nó kệ đi. Max revive luôn, hơi ổn chút. Nhưng mà biết sao được, tình huống cấp bách. Rồi, mình thắng rồi. Trừ khi xui lắm á, nó riết đam á, thì mình thua. Yeah. Chiến thuật thôi em à. À thì ra là phô diễn cho mình thấy tiến hóa Mega. Nhận được cái Keystone. Nhận được luôn Alakazai. Đá Mega của Alakazam ấy. À, ok, mình sẽ phải hồi máu và mua lại item trước cái đã. Hơi toan rồi. Rồi, mua item nha. Ultra Ball này mua thêm để có gì sau này bắt huyền thoại khỏi phải mua lại. Full Restore. Full Heal còn không? Ồ, Full Heal còn nhiều, ok, Max Revive. Rồi. À. Đội hình á thì cho Lycan Rock lên trước đi. Ok, mình sẽ tiếp tục đến cái cái chỗ hồi nãy. À, chỗ này hình như là mình đấu hết rồi đúng không? Ok, Max Revive liền. Ồ, Rebel chứ lộn, Revive. Max Rebel. Đâu rồi? Đây. Ủa, cái chỗ này chưa đi hả ta?
chỗ này như chưa đi. Rồi ok. Low combat tiêu. Đúng là mình cần phải luyện thêm đó, hơi toan. Lên đường. Revive hồi nãy quên mua hả ta? Mad Potion. Add Special Attack. Đây, gì ra đi khúc đây. Oh man, đứng chặn đầu sẵn luôn ghê. Ba con luôn hả? Rusit, what? À, qua teo. Đùa. Marowak, Marowak này là của vùng Alola hả? Ma và lửa hả? Chuông mày lơi chơi mày luôn. Shadow Ball. Xong. Revive. À con này là con chim. Ừ, 56 luôn. Ghê. Stone S. Yeah. Ok, hết ai tầm mất rồi. Đây, bonus plan đây. Khá là rộng. What? Oh man, con Rhymer hả? Biết lắm. Ồ, cũng 58 chứ đùa. No, 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 no. Oh, man. Hay thì gọi đồng bọn. Bừng ra nha. Đừng có gọi đồng bọn nữa. Ồ, oh, nãy mình mua hai bơ mà nãy giờ mình xài Mad Potion. What the?
chỗ này nó rộng quá anh em ơi. Ui ui, có con gì nó chạy trong kia kìa, cẩn thận mới được. Ok, đứng núp lùm ở đây hả? Loister. Spy. Thả gai, ok. Ô quên, nó nước và băng, come on. Mình tưởng nó băng không chứ thôi kệ, cho mày hành sò nướng luôn. Xong. Ok, 4.000. Ai tầm đâu? Biết lắm sẽ có ai tầm. Carbot. Ui 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 no. Đã thấy nó rồi. Mấy con Pokemon núp lùm này. Chạy được không nhờ? Yeah. À, chỗ này rộng quá. Wikiberry. Oh man. Oh yeah, like a rock. À thôi, Rimarina đi xử cho nhanh. Giảm tốc độ của anh nè, ok. Lỡ đường. Sáu mươi bốn luôn. À, what the hell. Gigalith. Đừng nói có study nha. Oh yeah, đúng như mình dự đoán. Xong. Tiếp anh em ơi. Nhiều đường quá, biết đi đường nào. Ồ, cẩn thận, có con Pokemon đang núp ở trong. Ui 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 ui. Ở đây rộng thật. Skimori. Cái gì đây? Tốc độ hả? Wow, wow, wow. Tốc độ tăng rất cao nha. Đừng đùa. Medusao.
Yeah. Oh man. Lên đường. Năm mươi tám, 61. Gyarados. Thunder Shock thôi cũng đủ rồi. Oh man, tuy là đam ít 4 nhưng mà cái Thunder Shock này thì nó hơi ẹ, cho nên là nó vẫn không chết. Biết vậy Spock rồi. Oh yeah. Ủa khoan, một bên kia vẫn chưa đi xong mà. Đây, Arc Defense. Đây là chỗ câu cá hả? Bubble Nectar. Nhiều đường thế nhờ. Nhiều đường quá. Honey, mật ong. Chiêu số 50 overheat quá nhiệt, chiêu này hệ lửa là khá là mạnh. Mình đã bị chiêu này hành rồi khi mà mình đấu với lại Gym Leader hệ lửa trong phần Emro. Á, bị nó hành vãi nồi luôn cái chiêu đó. Ok. Power Head. Resolution K. À, ok. Oh man, đứng chờ sẵn hả? Emoga, à lâu lắm mới gặp em này. Ok, sẵn tiện có hệ đá ở đây, cho mày một hit mày lên đường luôn, khỏi nói nhiều. Ok. Yeah! Earthquake! Earthquake! Vậy là mình không còn sợ hệ điện nữa. Học cho ban Goro liền. Bỏ Body Slam đi. À, vậy là mình đã không còn ngại hệ điện nữa. Yeah! Earthquake! Nhiều đường thế nhờ.
The Trio. Ok. Đích. Oh man. Oh yeah. Lên đường. Ok, cuối cùng thì mình cũng có được Earthquake. Và video này cũng đã ngừng lại ở đây. Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục khám phá cái vùng này để mà xem còn item gì quý hiếm nữa hay không. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Ngũ Gaming thì bạn đừng quên những đứa đồng kia phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Oh yeah.